khát khao tình yêu cuộc sống. Những cánh chim trời tung bay góp sức tô đẹp tương lai, đôi đất trời vòng tay thân ai. Vành núi cao vang lời gọi mời, về biển khơi tài nguyên lên tiếng. Thôi có sức trẻ hôm nay, đất nước mong chờ đôi tay, những công trình vươn mình đẹp thay. Lê rừng xuống biển, dưới cờ đoàn quang vinh ta tiến vào kỷ nguyên mới. Nhìn vào những con số chương trình tiếp sức mùa thi 2011 năm nay hết sức ấn tượng: 60.000 suất cơm, 40.000 chỗ trọ, 30.000 vé xe buýt, 250.000 cẩm lan, 32.000 suất bánh mì kinh đô và rất rất nhiều vật phẩm nữa. Tất cả đều miễn phí dành cho các bạn thí sinh chuẩn bị bước vào một kỳ thi căng thẳng sắp đến. Càng vui hơn khi năm nay con số các bạn sinh viên tham gia kỷ lục với 17.000 lượt sinh viên đăng ký tham gia chương trình. Con số này cho thấy lửa tình nguyện tiếp sức mùa thi hừng hực khắp thành phố mình. Ngày ra quân tiếp sức mùa thi năm nay cực kỳ khí thế. Sáng ngày 7 tháng 6, sân nhà thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh tràn ngập sắc xanh và những nụ cười tình nguyện tươi rói rói, sẵn sàng chờ đón các bạn học sinh từ quê ra phố. Gần 12 giờ trưa, nắng Sài Gòn như đổ lửa, bến xe miền Đông vẫn đông đúc người lên kẻ xuống. Nhưng hôm nay rất khác. Sắc xanh hàng trăm bạn trẻ tình nguyện tiếp sức mùa thi ngập tràn khắp bến xe, chào đón những đàn em về Sài Gòn hoa lệ thử sức với tương lai. Quê ở vùng sâu tỉnh Bình Phước, bước xuống bến xe miền Đông, vẻ mặt hai cô bạn cùng lớp 12-9 trường Trung học Phổ thông Phú Riền, Lường Thị Lễ và Lê Thị Trang, ngơ ngác đến tội nghiệp. Hai bạn cũng có nghe nói về Sài Gòn hoa lệ, nhưng quả thật, Sài Gòn trong mắt hai bạn hôm nay sao mà rộng và đông đúc quá, còn bến xe thì sao mà tấp nập và ồn ào ngoài sức tưởng tượng. Dù có mẹ tháp tùng, nhưng bạn Thành Tài ở trường Trung học Phổ thông Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cũng ngơ ngác. À, lạ và hồi hộp. Vui vẻ, tận tình. Cô ở từ Bình Thuận dẫn em đi làm, đỡ nuôi em, coi như là học ôn thi cấp ôn thi đại học. Cô cũng nhờ người quen dẫn chỉ địa chỉ cô đi, chứ cô cũng chưa đến Sài Gòn lần nào. Cô cũng rất là có vui mừng và cô có lòng tự hào các em sinh viên ở đây. Dù có chút bỡ ngỡ ban đầu, nhưng hôm nay các bạn Thể, Trang, Tài cùng hàng trăm bạn khác đang trên đường về Sài Thành đông đúc chuẩn bị cho kỳ thi đại học đã không còn cô đơn, khi có rất nhiều các anh chị sinh viên đón rước và hướng dẫn tận tình đường đi nước bước, nơi ăn chốn ở ngay từ khi bước xuống xe. Lần đầu tiên em xuống thành phố thì cũng thấy rất là hồi hộp, mong là sẽ trong vòng một tháng sau này em có thể ôn được kết quả tốt để bước vào kỳ thi tốt. Hơn 12 giờ trưa, nắng vẫn đổ lửa. Không chỉ ở bến xe miền Đông mà tại bến xe miền Tây, bến xe An Sương, bến xe Ngã Tư Ga, bến xe Chợ Lớn, ga Sài Gòn, Ngã Tư Thủ Đức, trạm 621 Thủ Đức và rất nhiều nơi khác nữa, hàng chục ngàn sinh viên tình nguyện vẫn hăng hái và nhiệt tình đổi mưa đổi nắng, đón từng bạn học trò xuống xe để tư vấn kịp thời các chỗ trọ rẻ và an toàn nhất. Nhìn cảnh các sinh viên tình nguyện tại trung tâm tiếp nhận thí sinh chương trình tiếp sức mùa thi trên đường Nguyễn Xí, đón tiếp rồi phân công nhau chở các thí sinh đến tận các điểm nhà trọ miễn phí hoặc giá rẻ, thật cảm động. Ở đó, các cô bác chủ nhà trọ cũng đang sẵn sàng mở hết tấm lòng tiếp sức cho các học trò cho kỳ thi căng thẳng. Quá trưa, dù chưa có hộp cơm nào trong bụng, nhưng vẻ mặt bạn sinh viên tình nguyện nào cũng vui tươi. Cái tình của các bạn thật đáng quý biết bao. Làm được 2 năm rồi, năm nay là năm thứ 2. Thì cũng năm ngoái thì cũng đi theo chương trình từ đầu mùa đến cuối mùa. Nói chung là em chỉ nghỉ cái ngày thi thôi. Còn những ngày khác thì em vẫn đi theo đều đặn hết. Nói chung là thấy được cái việc giúp đỡ sinh viên á, việc giúp đỡ những cái bạn mà vô thi thì nó ý nghĩa và nó hay lắm. Giúp các bạn thì nhiều khi mình thấy mình vui lắm. Đi tuy là cũng mất thời gian rồi, cũng ảnh hưởng học hành, nhưng mà cũng ráng sắp xếp đi từ đầu mùa đến cuối mùa. Ở đây mọi người ai cũng vậy hết, ai cũng bị ảnh hưởng thời gian rồi công việc hết, nhưng mà nhiều vẫn cố gắng đi. Nhiều anh chị đi làm rồi,
nhưng mà buổi sáng vẫn cố gắng lên làm tới được 7 giờ 7 rưỡi rồi 8 giờ đi làm. Ai cũng nói chung đã đi một lần rồi thì thường là ai cũng đi tới những mùa sau, vẫn cố gắng đi tới mùa sau. Mà riêng em thì cũng giống như mọi người thôi, cũng thấy vui, cũng thấy những điều đó, là năm nay em vẫn tiếp tục đi. Và năm sau nếu như mà không bận thì em vẫn sẽ đi. Thì hầu như cũng giống như các bạn thôi. Ở bên này á, thì làm cũng dầm gió, dầm mưa. Nhiều khi em mắc cười lắm, cầm hộp cơm lên chưa kịp ăn gì hết, mưa tạt một cái ào uống hết hộp cơm luôn. Hộp cơm vừa ăn có nước mưa nữa, vui lắm anh. Là nhiều khi ha, nắng gì mà nắng gắt không chịu nổi luôn, nóng lắm. Ở bên em nắng nó tạt vô nó nóng, mà cũng không nói gì. Không phải ai cũng biết rằng để tham gia chiến dịch rất có ý nghĩa này, nhiều bạn phải hy sinh rất nhiều. Có bạn phải hoãn chuyến về quê thăm nhà bao mong đợi. Có bạn phải gác lại công việc làm thêm kiếm tiền ăn học để giúp đỡ lứa đàn em nhỏ lần đầu tiên đến Sài Gòn. Chỉ mới những ngày đầu ra quân, nhưng tình người mùa thi lan tỏa khắp nơi, báo hiệu một mùa thi hứa hẹn thành công. Ta tiến vào kỷ nguyên mới, có ngày gian khổ, những dấu chân tình nguyện chinh phục những đỉnh cao, những dấu chân tình nguyện gợi những ước mơ xa. Lễ dừng xuống biển, dưới cờ đỏ quang vinh, ta tiến vào kỷ nguyên mới.